Anh em thấy phòng ốc là điện đóm được chưa? Ô mè được chưa? Nay thì mình lại quay trở lại mình đá cái tay Razer. Ra là cái việc mà thay tay cầm của mình thì nó không phải là do cái tay cầm có vấn đề gì, mà là mình muốn thay đổi cái trải nghiệm chơi game. Team Chelsea này á, Chelsea này team này của Luận BK. Thì tôi cũng đang test team của Luận BK thôi. Đá hộ. Với lại là trong mấy cái ngày mà tôi đang luyện tay, nick này thì hiện tại đang ở cái elo tầm 2k9. 2k9 là cũng khá là căng giỏi. Hôm nay thì vừa là chiến thuật mới, vừa là tay cầm mới, cho nên là chắc là tôi sẽ thua nhiều. Nick này thì là thắng 19 thua 3, cho nên là elo nó cũng khá cao, ghi 70 bảng, thủng 25. Chiến thuật cũ là đá khá ngon, nhưng mà chiến thuật mới thì tôi cũng chưa biết thế nào. Tiện thể là tập cái tay cầm. Sơ đồ 3CB thì mình có làm mấy cái video rồi. Hiện tại 3CB đang hơi khó đá. Nói chung là hơi khó thủ. Tấn công thì vẫn dễ thôi, nhưng mà hơi khó thủ. Chelsea này thì cầu thủ tuyến giữa nó quá nhiều, nên là không phải lo về người. Đấy, nick này mặc dù tinh anh 1 nhưng mà elo nó là 2k9. Gặp ngay quả thách đấu 2k9. À, để tôi luyện tay cầm mới nó. Ui ôi, hôm nay tôi biết ngay là mạng nhà tôi có vấn đề mà. Anh em nhìn kìa. Giữa lòng Hà Nội mà đá ping Đà Nẵng kìa. Michael ví dụ mà. Như anh em ở Đà Nẵng anh em đá ping 8 thì là bình thường. Còn nếu tôi ở Hà Nội mà tôi đá ping 8 thì là cực kỳ bất thường. Như vậy là mạng đang bị chèn đá nhiều. Verón. Verón ra chân hơi chậm. Quá tốt, anh ấy đã cản phá rất xuất sắc. Rồi. Mà game nó chở mớp. Con trỏ trên đầu thằng Torres, nhưng mà ba lách thì lại nhảy lên đánh đầu. Tao lậy chúng mày. Phá nó chịu được. Rồi. Quả đấy con trỏ là ở đầu Torres mà. Tự nhiên con ba lách nó nhảy lên nó đánh. Cày vãi. Trời, Hazard đánh đầu và đánh vào vai ạ. Mẹ nó ơi, đừng trêu mình nữa bạn ơi. Anh chịu. Ui dồi, Torres nó truyền kìa. Không trúng tâm luôn. Pen. Chắc chắn là Pen. Cái này mình bấm còn bị thiếu lực cơ. Rồi. Mỗi ngày đã khoảng 15 trận thì tầm 4 ngày rồi quen. Để tới mình sẽ cài đặt cái thông báo của bên laptop cho rõ ràng hơn. Rồi. Cột xa đóng cột gần ngay. Có lọc, có lọc, quả đấy là có lọc. Con Torres này nó ở cái vị trí này nó chuyển lỏng quá. Ui. Chứ còn gì nữa. Mãi mới một quả nó lên.
quả chặn một pha đối mặt. Chặn đối mặt. Và mình chủ quan. Quả này mà định không ăn nữa à? Quả này Veron có khi không sút. Thằng Veron. Cái kia. Mẹ nó hút nhau cứ mà cầu thủ ngáo vãi. Ăn chắc mặt bền rồi đấy, mẹ dí đến thế rồi đấy. Zola du câu thì dễ đá và hay. Cứ như này nó chắc. Thì giới thiệu với anh em đối thủ đấy là bạn nhậu của tôi. Dù bạn tôi ở Sài Gòn nhưng mà một năm nó nhậu với tôi mấy lần, nhiều hơn cả bạn Hà Nội. Làm tí công vệ nghệ va. Không thua. Giời ơi, sút vào đầu đồng đội. Đây rồi, đã bảo là đây rồi. Úi giời ơi, thằng Veron nghĩ của mẹ thằng vô dụng cay đéo chịu được, lại gôn trống đá không vào người. Chuyền về á? À, không chuyền, không chuyền, quả đấy là sai rồi. Đây rồi, cứ mà chỗ đẹp là có mặt Veron. Và đấy thực ra là không cần soạn, bởi vì Veron sẽ tự đá ra ngoài. Phát làm gì? Đấy. Úi giời. Khải đăng. Không cố ý. Không cố ý. Giấu tên gửi 15.000. Quý streamer mới ủng hộ chứ ghét thì kệ luôn chứ chửi làm gì cho mệt đầu mặt cười. Không, nhưng mà đấy là anh em Việt Nam mình thôi. Bên nước ngoài nó chửi nó vẫn ủng hộ. Nó ủng hộ để nó được chửi cho nó có tiếng nói. Nó lại thế. Úi giời ơi. Teva đóng kìa. Chào công nhá, công coi nhá. Ali cầu thấy dê còn nhanh hơn Hazard nữa. Úi giời ơi, bú lít chân to thế. Tút hay thật sự. Kiểm soát. Cộng một anti. Nhiều ông cứ phân vân là thấy con Gullit này chỉ số nó thấp. Con này đá có hay không anh? Nó lại là bố của hay. Gullit nào chả hay. Vào giải anh em sẽ thấy là Gullit MC cộng 8. Người ta pick đài. Câu xe F3 tà sút khá tởm. Úi dồi. Phủ bao tiền mới mua được con đấy đấy em ơi. Con này là hàng luxury đấy. Một cánh dô câu, cánh còn lại Zola, hai con xé 38 thì đúng là chân đen xì luôn đấy chứ. Khét luôn.
Ashley Cole. Rồi. Kevin chuyển về không chuyển. Nói thế cũng tin. Bạn tin người VL. Đấy quả này giả vờ chuyền này. Quay về bắt thật. Anh em nhìn thấy Zola nó khác chưa? Tôi bảo anh em rồi. Cho dù kết quả trận này thắng hay thua thì nhìn con Zola nó cũng khác đúng không? Quả đấy Veron thì 100% ra ngoài. Thậm chí nó có thể đánh đầu chứ không vô lệ. Kevin đá quả hụt. Đúng là nào bây giờ là tôi cũng hơi mệt rồi. Tay nó cũng run run rồi. Ngày hôm nay là ngày đầu tôi tập cái tay cầm mới thì thua cũng hơi nhiều. Nhưng mà cái chiến thuật này tôi thấy ok này. Chiến thuật này nếu mà bạn nào mà khéo tay với lại là các bạn phải có hai con hậu vệ biên nó ngon ngon nhá, thì tôi thấy là tấn công khá sướng ấy. Đá là để cho anh em xem. Nếu anh em thấy vui tích cực thì anh em xem, anh em cười nó được thôi. Anh em donate với tôi quan trọng thế thôi. Cái này là của anh Luận BK. Thực ra con nick này thì khá là tâm huyết, build khá là tâm huyết. Đội thì không phải là quá khỏe nếu so với mặt bằng bây giờ. Nó là khỏe với mấy anh em cày chay. Còn với mấy anh em nạp tiền thì đội này thì tôi nghĩ là rơi vào tầm độ mức 8 điểm. 8 điểm. Nếu như mấy đội hình của mấy ông top VIP là 10 thì nick này có giá trị sử dụng khoảng 8 điểm rồi. Lương thì đang chấp hơi sâu. Con check này không hay lắm. Rudiger thì vẫn hay. Rudiger lương 16 nhưng vẫn hay. Hay hơn Silva. Silva mùa cáp lương 22 mà đã không bạc. Gullit thì quá hay. Balak không phải bàn. Veron đá như cứt. Xin lỗi anh em lại nói bậy. Đây, chỉ số là 128 nhá. Nhưng mà cho Zola mà đá hay hơn nhiều. Kai Havertz thì lương 19 thì nó thực sự là vẫn ok. Rod Buckley ok. Hadley Cole được. Teva thì hay. Torres thì sút được dê ngon. Nhưng mà chuyền dở quá. Cho nên là tôi nghĩ tiền đạo chính thì vẫn là Seva rồi. Haza cũng là một ông khá ổn. Nếu là đá chọc chạy. Nhưng mà Haza game này bị một cái là tôi cảm giác là nó tăng tốc không nhanh. Nếu mà xếp như này thì ok hơn. Nick này xếp như này ok hơn. Sơ đồ thì mình cũng vừa đá vừa chỉnh. Thì với cái tay của mình hôm nay thì sơ đồ này đã được cái này. Chelsea thì nó có rất nhiều hàng, nói chung cầu thủ nó nhiều lắm. Anh em build thì không sợ. Còn hậu vệ bây giờ thì với Meteta này không cần quá khỏe nhưng phải nhanh. Đấy, có Rudiger thì là chuẩn lắm rồi. Còn lại thì hiện tại tôi thấy con Tomori xài được, sẽ nhanh, quả lấp được những cái khiếm khuyết kia. Thủ môn thì củ tỏi vẫn là ngon nhất, cách thì tôi thấy không hay lắm. Em thường hỏi là mình highlight ở đâu à? Đây, Oliver, livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nhá, Oliver. Lotus Home Cà Phê tọa lạc tại 69 Polisano Sunset Town. Số đẹp nhà cũng đẹp, hãy đến với Lotus Home Cà Phê và tận hưởng cảnh quan du lịch châu Âu Sunset Town độc đáo với tầm nhìn ra hoàng hôn. Một thị trấn châu Âu có các quán cà phê BBQ, hồ bơi vô cực, bãi biển, quán bar, chương trình biểu diễn nhạc nước, cáp treo và nhiều hơn nữa. Thưởng thức một ly cà phê thơm phức tại không gian đáng yêu cực chill, check-in cực đẹp. Dịch vụ đưa đón tại sân bay và cho thuê xe máy Vivu suốt ngày, truy cập ngay Lotus Home Phú Quốc.